bự lắm. Ủa, không? Bự không? Liệt dữ rồi cả nhà. Bự không? Sao thấy trên bản ngay chứ vậy? Gì vậy? Đó, thấy giờ chơi lủng lẳng luôn cả nhà. Chín sâu không? Mép hả? Mép rồi. Mép mà đây chống quá nó không có chỗ nào nó má bá vô kép, không? Kép hơi sâu, mép hơi sâu. Ngon rồi. Trời ơi, liệt. Dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Có thấy con cá đâu? Trời ơi, cá bự lắm rồi. Chương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục đi cắm câu nha. Thì Dương chở xuống dưới Phước An, cái khu vực này trước Dương bữa đó, Dương cắm được 9 con rồi từng lần trước. Thì lần này Dương sẽ quay trở lại đây cắm, nhưng mà hôm nay Dương đi cắm có một mình thôi nha. Thì giờ Dương chuẩn bị cắm câu thôi. Câu của Dương xin tạm dừng ở đây nha. Thì tối Dương đi thăm, Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Chào tất cả cô chú anh chị buổi tối nha. Thì chiều Dương có cắm ít chục cần câu, được 40 cần, 70 cần, nhưng mà cắm được 40 cần. Thì tối nay Dương lại đi thăm với lại em Được nha. Em Được đang đứng lưng chùa mỏ kìa. Chào cả nhà nha. Ăn gì mà chùa mỏ vậy? Chuẩn bị ăn. Rồi giờ thì mấy anh em mình chuẩn bị đi thăm câu nha. Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi mình đi thôi. Con nhái còn nè, ngồi nè. Thì lần đầu tiên là được con nhái ha. Con quay trên Dương. Anh đang quay nè. Rồi còn lần thứ hai thì chỉ có cái lưỡi câu thôi ha. Ok. Để anh cầm lại một. Con này béo rồi vậy. Quá trời con móc. Con nào á. Wow, anh em đi bắt có chút xíu không? Ký gửi nháy. Ký gửi. Tính theo ký luôn chứ không có tính theo con. Còn này. Bữa anh em mình tắm đâu có lỗ nào dẹp trước đâu. Này dẹp mấy lỗ. Hết biết đường kiếm luôn. Được. Câu với con cá gì không tiêu rồi. Chảy rồi được ơi. Chảy rồi hả? Ừ. Nó quắn một nụ cỏ luôn nè. Ghê vậy. Để em lội qua nha. Từ từ luôn. Tắm qua. Có cái bớp. Nè, quắn một nụ cỏ luôn nè ha.
Đó. Ừ. Cái chuyện cắm anh dẹp sạch trơn luôn mà, đâu có cỏ này đâu. Yeah. Chuyện cắm anh dẹp sạch dọn trong lỏng luôn. Cái xì dữ vậy ta? Anh sáng anh. Anh chưa mà nó giờ mới có chừng chục chừng nhiêu. Ừ. Trong chậu buổi sáng. Nó gọi thấy con cá luôn kìa. Dạ. Bên đây gọi thấy con cá luôn. Cái gì? Cá lội, cá sạch. Như là con nào có cắm trừ sao ta? Cá tạt rồi, và cái cắm rồi. Nè, không cắm người nào đây. Trời ơi, con cá lóc bự vô bạc luôn rồi. Ừ. Ôi, con này cá lóc nhất rồi cả nhà ơi. Cá này vô nhất rồi. Bự nhất hả? Nhỏ nhất hả? Ừ, vô nhất rồi. Cái này là kêu là nhỏ nhất á. Móc ngay mắt không trời. Ừ. Cá lưỡi câu dữ vô. Cá nhỏ quá. Rồi vậy nó táp vào hết mồi. Trời trời trời, cá mấy con câu nhóm nổi luôn. Cho thằng nó chảy vậy không? À, đây một cũng con nha, nè bự bự nhất luôn đó. Ấy dạ, chừng bên đó nó táp, ấy dạ, táp hết màu nha. Cái này nhỏ bây giờ nó táp, nó ăn nó táp hao hết nhái mà không dính nữa. Chịu cái pin này nó không sạc cho nó tụt pin chứ. Anh sạc, anh đi quay thì chịu rồi, nó sạc nó. Ừ. Như nó quay đi dư sức rồi. Sạc mất mồi lên đây con. Bên đang gần nữa nè. Vô luôn hả? Đâu? Sao vậy? Cắm giống Khánh bữa đi. Bậy vậy. Chắc quên luôn. Xa lắm mà nha, đây đó xa lắm mà, anh cắm xa lắm mà. Khúc này mà anh cắm có 28 gần hết trơn luôn. Cái này có 28 gần câu đó mà, sao giống Khánh được em. Ừ. Một con đầu tiên nha. À, lúc 9 giờ rưỡi đến 10 giờ thì chỉ được có một con ngón chân cái. Cái nhất ông nội luôn. Cái nhất hả? Điều cái nhất nó kêu bằng gì? Hy vọng là buổi sáng mình đi cuốn câu sẽ dính nhiều hơn để cho cô chú mình, cô chú anh chị mình xem nha. Giờ thì mình về thôi, với lại được mình với được về. Rồi, về cả nhà. Bye bye cả nhà. Xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Thì tối Dương cắm câu mà Dương đi thăm giác tối thì được có một con bằng ngón chân cái thôi. Thì sáng nay Dương đi cuốn câu sẽ quay tiếp cái series này cho cô chú anh chị mình xem nha. Hy vọng là sẽ có thu hoạch chứ. Cuốn gần chục tuần chưa thấy. Này ấy quá dở quá. Sáng nay không yên. Bãi này quá là mình cắm nhiều quá. Đây chừng sót câu em Dương. Ê dữ lắm rồi, được rồi. Con cá bự dữ lắm rồi. Đâu. Dữ lắm rồi. Dữ lắm không? Dữ lắm rồi. Đâu rồi? Dữ lắm rồi. Đâu rồi? Ôi, trời, nó liệt. Dữ lắm rồi. Không thấy con cá đâu. Ôi, trời ơi, cá bự lắm rồi. Cá này dữ lắm rồi. Anh dẹt khó ha. Rồi, từ từ. Cá này bự dữ lắm rồi. Dẹt khó nhanh vô, kìa dẹt khó kìa, đừng bự. Đừng nghịch, thả cái đầu câu ha. Cho nó nhiệt đúng không? Thả đầu câu ra, dẹt khó. Ôi, cá này bự dữ lắm rồi. Dẹt khó vô lên. Từ từ. Dẹt cái gông kìa. Không rộng à. Từ nha. Rồi đưa mé nè, đưa mé. Rồi đi kìa mé nè. Rồi ăn vô lắm rồi. Đâu 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 không? Đâu? Đâu đâu? Đâu đây nè, thôi. Tính đâu không có thì có không tưởng nè. Cá rồi. Họ biết con cá rồi. Con cá này có 700-800 gram luôn á. Cái bao đâu rồi? Bao sau lưng nè. Là chờ dục cái bao rồi. Đây lụm cái bao cái đó. Gặp con cá rồi, con cá quýt quá. Dữ lắm rồi, con cá này hết biết luôn. Vô kèo cái nhà này gần cả ký luôn á. Rồi dính con mèo được coi nè. Ừ. Đó, chờ dính lại phải không? Nó nếu một mà xíu dính... à.
tí nữa là gũi luôn. Có lý, có lý nha. Đây đưa lên gần cảnh gần máy quay tí nha. Quá trời con cá lóc rồi, thấy chưa nè. Quá khủng cả nha ơi. Hết biết rồi. Quá đã, không được, được. Có thành quả, thành quả, thành quả, thành quả. Vô. Im. Tới nó ấy luôn rồi chứ, xong luôn. Ờ, chưa mà, buổi sáng này dính nhiều. Hôm nay mà đầu hôm có dính con một cái. Đang cần nữa nè. Đang cần nữa nè. Còn cần nữa không? Hết rồi. Ở đây là hết rồi. Sáng trời mưa luôn chứ. Mưa làm găm ăn nhầm gì lá bí. Tối thì được có con một. Sáng nay. Đừng, sáng nay cũng có con nữa nha. Buồn lắm à. Tiếp. Câu chắc. Ở đâu? Cầm cái bịch kia. Chưa. Cho nó ngoài chân rớt câu nha. Thấy nó dính quýnh quá. Cái khủng, cái khủng. Nặng bịch liền không? Nặng bịch liền không? Nặng liền. Bỏ vô cái nhìn nặng liền. Ba con như vậy là ngon à. Ừ, ba con là 2 ký mấy rồi. Luồn vô tay anh Dương, hơi rớt câu anh Dương. Luồn vô hồi dứt cá, con bỏ ra nữa. Ừ. Ở đây không đắp đường nào luôn hả? Còn nhiều, không ăn làm gì nữa. Lạnh mỏ quá. Mùa này mùa đông mà đang vào mùa đông. Lạnh mỏ quá. Em đang cũng lạnh mỏ. Sáng trời lùm gầm hay lạnh mỏ. Vô mỏ đây quả vài cái cho nó ấm mỏ lên. Tối chỗ này chảy con. Ừ, cái cao đồ rồi. Có. Còn nguyên đó. Thấy nữa hả? Ừ. Về tôi thở gì đâu rồi tôi coi. Này là chảy chắc luôn lên. Ha. Ừ, lắng nữa. Lên một cục gác cỏ đây. Sao kỳ vậy ta? Cái câu này dở quá không? Lưỡi này lưỡi ngon chứ tại ngay lưỡi xuôi ngay lưỡi đó nó mới không phải không dính. Ờ. Hên hên cho cá. Hên cá. Chắc chưa tới tuổi. Để em đi trước kìa, có thành quả gì không? Đi có con sừng hơi cuốn chưa? Cuốn rồi. Con sừng đâu nè. Trời ơi. Gì vậy? Đó, thấy gì không? Chơi lũng lẳng luôn cả nhà. Dính sâu không? Mép hả? Mép hả? Mép mà đi chống quá nó không có chỗ nào nó má bá vô kép, không? Kép hơi sâu, mép hơi sâu, không sao đâu. Giò cái nữa, bơi hơn giò cái chút. Rồi. Bằng câu hôm nữa. Bỏ vô đây đi, tại vì ở trong này nó không có cái chỗ nào để mà đây. Bằng câu hôm nữa. Ừ. Không chỗ nào để gỡ cái nữa hết. Gỡ ở ngoài là nó sẽ nhảy xong luôn. Đó. Chút xíu nữa hả? Chớ kêu bao vô một cái là thôi. Con cá bự cũng ra luôn. Dính nó quặn, nó không có chỗ nào nó bá, nó quặn vô nó treo lên cái mỏ lên luôn. Rồi được. Đi trước rồi, còn hai nó còn một cần cuối cùng đó. Còn, dạ. Cuối cùng bãi ở đây nha. Vâng, còn cần cuối cùng bãi ở đây luôn. Ừ. Nè em đi trước hai nãy giờ đi trước. Ê, ê, nữa anh Dương. Ngon rồi, ngon rồi. Nữa rồi. Nữa rồi, vậy nữa rồi. Cá này bự không được. Cái gì vậy? Không biết nữa. Dọn cỏ, bứt con cỏ. Từ, dính vô cái cỏ này. À, rồi rồi. Ê, còn 300 gram. Không chậm cũng được. Rồi, còn dính con cỏ rồi không? Thấy rồi, đem bứt. Thầy hạ xuống tí, thầy hạ cái đoạn con tí cho nó liệt liệt. Cái nhịp, cái nhịp nè. Đừng có nghịch cái đâu khác cao á. Rồi, cho thầy nên mấy ăn lắm, lên mấy. Ủa, dính sâu mà, dễ được. Sâu
Sâu, okay. Sâu, sâu. Ngon lành, ngon lành. Được, được. Cái đầu trên này ngon chết không cắm. Ừ. Trên này đi cắm bên kia là ngon. Bé này nha, nè. Đưa xích bên này nè. Em tắt đèn nha. Đây, thêm một bé nữa nha. Còn cuối cùng còn dính được con nữa. Còn bãi bên kia là 7-8 cân, bên kia nữa. Hy vọng được con hay con đó thôi, không cần nhiều đâu. Rồi, giờ mình tiếp tục qua cái bãi cái hồ bên kia nha. Em đi trước hơn vậy, hồi em đi trước thì được à? Đi trước nữa hả? Ừ. Rồi. Có hả? Em đi luôn hả? Ừ, đi chỗ đi, nãy giờ em đi hơn. Em đâu nhớ câu đâu, đi câu anh cấm mà. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Bự lắm, bự lắm. Gì không? Bự không, bự không, bự không? Liệt dữ rồi cả nhà. Bự không, sao thấy tim bẳng nhá xíu vậy? Xíu à. Xíu hả? Ừ. Đây là thấy gì thôi chứ em chưa thấy con cá nè. Anh em liệt liệt dữ vậy? Đúng không? Hay là nhổ nhổ ấy chứ, nhổ cỏ chứ. Thì nhổ cỏ nè, đang bứt nè. Đang bứt cỏ nè. Ê con này cũng bự à, chứ không nhỏ đâu. Đừng cầm cái đọt, đừng cầm cái đọt. Từ từ nha. Con cá đâu rồi? Nè nè, con nè. Anh dở lên luôn nha. Đó. Dính gầm. Ô con cá không nhỏ không ơi. 300 gram. Săn hết rồi. Ồ. Không có là được. Ok. Ok. Ừ. Dở. Nghe nó dị tẹt 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 dữ ha. Hả? Nghe nó dị dữ. Ừ. Quan trọng á, con này quan trọng đâu nhỏ đâu. Được, được, chứ được. Bị con gì cắn sằn bệnh chứ gì được. Nè. À. Hả? Chắc con cá lóc bự hơn cái. Phải không? Không lẽ cá sấu. Ây da. Ây da. Ồ, dính vô cái mép, dính vô gò má luôn à. Dính vô má. Không ra được đâu. Hết chảy. Rồi thêm một con nữa nha. À con này là con buổi sáng này con là con thứ tư. Phải không ta? Thứ 8 rồi đó. Thứ 8 hả? Có lý, có lý. Bỏ vô cái cũng nghe hơi nặng nặng lên xíu. Thì cái bãi này còn một cần nữa à. Đây, con cần ở đâu ở đây? Cần... Xong rồi anh Dương ơi. Ủa, đâu vậy đâu, em mới bước xuống nữa. Mới bước xuống đây cậu từ ngang ở đâu vậy? Thôi 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 bước cạo đi. Xong rồi đó. Ê. Rồi đây là cần câu cuối cùng của mình nha, dính con nhái nha. Thì đây là để cho Dương cho cô chú anh chị mình xem cái thành quả của Dương lại được là từ tới giờ con này là khủng nhất nha. Rồi con này khủng luôn. Rồi con này quá khủng luôn. Rồi con này cũng khủng luôn, khủng nhất luôn là nhất mà là nhỏ nhất. Là buổi sáng nay Dương lại với được là được 4 con thôi, còn con kia nhỏ rồi hồi tối Dương thăm mà Dương không có đem theo. Thì Dương gọng nhà. Để cầm cái kia lên đó. Đây để con này chắc có 700 gram à. Đây. Quá trời khủng con cá luôn nè. Quá trời à. Mình cực khổ cả đêm mà chỉ được như thế thôi. Cái clip của Lê Dương tới đây là kết thúc nha. Chào cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip mình săn bắt sau.